Rồi hôm nay mình qua khu vực Cờ Đỏ các bạn. Mình, ở đây hầu như là 7.4 vậy nè, 6 vậy nè. Quay con BC 120 các bạn. Cũng xù. Đang múc qua lộ các bạn. Trong đây thì bên phía mình đứng đây thì không có nhà các bạn, không có lộ các bạn. Ít nhà lắm, thưa nhà lắm. Bên đó có lộ mà nhỏ. Nó múc qua lộ. Bên là bản vứt cây quá nên không có quay được các bạn. Đó không quay được. Bên đây quay qua được thôi. Mấy kênh này xe nào vô đây thì thấy hầu như cũng đắt vậy các bạn. Tại vì trong này ít xe đi. Cao chứ lắm cao nhưng mà chắc là chắc mới nói chim thúc hay sao này, chỗ đen các bạn, chắc chim thúc, chắc đen, chắc chim thúc.